Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai mới đây đã tổ chức công bố và trao quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá chấm điểm phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Tổng cộng có 9 sản phẩm đến từ 5 cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP được này. Đó là các sản phẩm sa tế tàu xi và nước tương Mary King, sản phẩm yến tinh chế, sản phẩm sầu riêng, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Các sản phẩm trên đều đạt tiêu chuẩn 3 sao với số điểm từ trên 53 đến trên 60 điểm. Tại buổi trao quyết định, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện chúc mừng các đơn vị có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, đồng thời lưu ý các cơ sở này cần cố gắng hơn nữa khắc phục những hạn chế để đạt mức 4 sao.